Hello, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Way Cartoon. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đưa đến cho các cậu một bộ phim về một chú báo đã từng làm mưa làm gió trên Cartoon Network. Nói đến báo thì chắc là nhiều người cũng đã nghĩ ra rồi. Còn ai vào đây ngoài chú báo màu hồng trong bộ phim The Pink Panther phải không nào? Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi dành chút thời gian để tìm hiểu thêm về chú báo màu hồng siêu đáng yêu này và không để các cậu đợi lâu. Let's go! Nhắc đến The Pink Panther thì chú báo này của chúng ta cũng đã có nhiều phim, TV series cũng có mà movie cũng có luôn. Thế nhưng những movie của The Pink Panther cũng đã khá lâu rồi nên trong video ngày hôm nay tớ sẽ chỉ đề cập đến TV series của The Pink Panther thôi do nó thân thuộc với chúng ta hơn. Nhưng mà có điều TV series lại ra đời sau nên cũng sẽ cần đi qua một chút về khởi đầu của The Pink Panther. The Pink Panther ban đầu là một movie được chiếu lần đầu vào năm 1963. Movie đầu tiên cũng là lần ra mắt đầu tiên của The Pink Panther là một phim hài với nhiều tình tiết các diễn viên tỏ ra vô cùng ngốc nghếch, đặc biệt là nhân vật thám tử khờ Jack Closo cùng với sự hài hước ngốc nghếch không kém của chú báo Pink. The Pink Panther 1963 quả thực là một tác phẩm hài vô cùng hay, bởi đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa hoạt hình 2D và người thật cùng với một cốt truyện không thể buồn cười hơn, cảm giác nhân vật có chút gì đó cũng khờ khạo như vua hề sắc lâu vậy. Sau khi công chiếu, nó đã có được sự đón nhận của nhiều khán giả do sự hài hước có 102 của phim cũng như hình tượng nhân vật báo hồng. Kể từ đây, báo hồng mới có đất diễn riêng của mình trong các bộ TV series mà chính chú báo này làm nhân vật chính. Sau thành công của The Pink Panther 1963, chú báo này cũng đã chính thức có các bộ cartoon riêng và đặc biệt rất được lòng các khán giả do sự đáng yêu và hài hước. Phim của báo hồng cũng thường được dựng dưới dạng hài câm giống như vua hề sắc lô nên rất dễ thu hút người xem nhờ những trò đùa ngốc nghếch. Đặc biệt là những khán giả nhỏ tuổi sẽ càng dễ thu hút hơn do hình tượng nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh và đầy màu sắc. Riêng The Pink Panther TV Series cũng đã có sương sương 3 chương trình rồi, trong đó đã có một chương trình của The Pink Panther được lên sóng Cartoon Network vào năm 2010, giúp đưa Pink Panther tới gần với thế hệ chúng ta hơn. Để mà nói về Pink Panther TV Series thì chúng ta có hẳn 3 loại: Pink Panther and Sons, The Pink Panther TV Series và Pink Panther and Pals. Trước hết là về Pink Panther and Sons. Nghe có vẻ hơi lạ đúng không nào? Thật sự tớ đã nghĩ rằng Pink Panther là nhân vật chính thì đã đủ lắm rồi. Nào ngờ lại lòi thêm cả Pink Panther and Sons. Tự hỏi không biết chú báo màu hường này có thêm hai đứa báo con từ khi nào vậy nhỉ? Tuy vậy nhưng Pink Panther and Sons lại là TV series đầu tiên của The Pink Panther. Bộ phim được ra mắt lần đầu vào năm 1984 trên kênh NBC và chuyển qua phát lại trên kênh ABC vào năm 1986. Phim có 26 tập và đã kết thúc vào năm 1985. Bộ phim kể về hai đứa con trai của Pink Panther là Pinky và Panky cùng với hai người bạn của cậu bé, cũng là giống báo nhưng lại không phải màu hồng. Mỗi tập phim đối với Pinky và Panky đều là một chuyến phiêu lưu đối chọi với một nhóm sư tử phản diện tên là Hole Angel. Vẫn là cuộc chiến giữa báo và sư tử như ngoài tự nhiên, nhưng mà khi lên phim thì nó lại trở nên ngốc nghếch và hài hước hơn hẳn. Điều đặc biệt là hai cậu bé đều có lời thoại và họ đều có thể giao tiếp chứ không giống như bố của họ là toàn được xây dựng với hình tượng hài câm. Hai cậu bé rất đáng yêu, nhưng đúng là cha nào thì con đấy. Nhiều pha cũng ngốc nghếch y như bố mình, thế nhưng nhiều lúc cũng thông minh đột xuất. Trong Pink Panther and Sons, mặc dù là TV series đầu tiên của Pink Panther, nhưng chú báo này lại ít đất diễn hẳn. Ngược lại, hai cậu nhóc của chú báo hồng lại chiếm trọn spotlight, thậm chí còn nói được nữa. Nhưng mà dù sao, họ cũng là cha con nên cũng không có thay đổi gì quá nhiều. Vẫn là rất đáng yêu và hài hước y như phim của bố trước đó. Nói đến đây thì các cậu cũng đừng thắc mắc rằng mẹ của hai đứa báo này là ai, bởi vì chính tớ cũng không biết đâu. Tiếp sau Pink Panther and Sons, chúng ta có The Pink Panther TV Series, một series chính thức đầu tiên mà báo hồng làm nhân vật chính và cũng có chút lời thoại trong phim. Phim đã được thầu bởi rất nhiều đài truyền hình, thế nhưng TV series này cũng chưa có sự phát sóng của Cartoon Network. Tuy vậy nhưng cũng có thể nói, báo hồng cũng đã tới gần hơn được với khán giả thông qua TV series thứ hai này. Cũng do được chiếu bởi khá nhiều nhà đài, và cũng một phần do đây là phim của báo hồng là nhân vật chính và cũng là TV series, nên người xem sẽ nhìn thấy được báo hồng một cách thường xuyên hơn. So với lần trước thì lần này, TV series của riêng báo hồng đã được làm dài hơn hẳn, cụ thể là 60 tập, được chiếu từ năm 1993 đến 1995. Phim kể về cuộc sống thường ngày của chú báo hồng, thế nhưng nó luôn chứa đầy những gian nan, khiến mỗi tập phim luôn là một thử thách. Chính vì có thử thách, nên chú báo hồng mới càng bộc lộ được sự ngốc nghếch của mình qua những pha xử lý tình huống cực kỳ đi vào lòng đất, dẫn đến những tiếng cười không thể giòn giã hơn cho chúng ta. Ở trong TV series lần này thì báo hồng cũng đã có lời thoại, chứ không còn câm như các phim trước nữa. Thế nhưng những tính cách hài hước của chú thì vẫn giữ nguyên,
nên khi xem phim, chúng ta vẫn sẽ có cảm giác thân thuộc và vẫn có rất nhiều người ủng hộ TV series riêng này của Báo Hồng. Đồ họa thời đó thì không thể đòi hỏi nhiều, nhưng so với movie năm 1963 thì cũng đã có tiến bộ. Trông chú Báo Hồng của chúng ta có nét mặt cũng trở nên buồn cười hơn, không bị quá sắc sảo như trong movie. Hơn nữa, đồ họa có phần hơi cũ này khiến chúng ta có thêm hoài niệm hơn về những series cũ của The Pink Panther, là nơi khởi đầu của hàng loạt tác phẩm về Pink Panther sau này. Có thể nói đây là phiên bản hoàn hảo nhất của chú Báo Hồng, do đây là một bộ phim riêng hoàn chỉnh về chú, và nó cũng chính là series giúp đưa tên tuổi của Báo Hồng tới nhiều người hơn, trở thành một mảnh ghép ký ức không thể thiếu trong lòng khán giả. Cuối cùng, chúng ta có Pink Panther Empire là TV series hiện đại nhất của chú Báo Hồng, cũng có lẽ là TV series quen mặt nhất với chúng ta. Phim có 26 tập, bắt đầu chiếu vào năm 2010 trên kênh Cartoon Network và chỉ được chiếu vỏn vẹn trong vòng 5 tháng trên kênh này. Cũng khá tiếc là khi lên một kênh truyền hình có độ phổ biến cao như vậy thì phim lại không được chiếu lâu mà cũng chỉ được lên sóng mỗi series Pink Panther and Paws. Nội dung của phim giống như TV series năm 1993, vẫn ngốc nghếch, hài hước, nhưng có điều những nhân vật phụ trong phim là những nhân vật cố định chứ không thay đổi theo tập như trong series năm 1993 nữa. Chú Báo Hồng trong loạt phim này thì đã không còn nhiều lời thoại như lúc trước, mà ngược lại, đây đích thị là một bộ hài câm. Nhưng tất nhiên, dù có sự thay đổi về cái gì, thì các cậu vẫn yên tâm là sự ngốc nghếch và buồn cười của Báo Hồng thì vẫn được giữ nguyên trong từng tập phim. Phim có thêm sự xuất hiện của các nhân vật phụ thường trực như Big Nose, The Ant, The Aardvark, Hodge và Doc. Đặc biệt, lần này không chỉ có mình Pink gây rắc rối, mà còn có người trợ thủ đắc lực là một con ngựa trắng tên Hodge, cũng ngốc nghếch không kém, chuyên báo hại đồng đội trong mọi tình huống, đúng là chủ nào pet nấy. Nguyên nhân của các tình huống hài hước trong các tập phim còn đến từ tên hàng xóm của Pink là Pig Nose. Lão này chuyên ghen ghét và đố kỵ với Pink Panther, nên luôn bày ra đủ trò để hại Pink. Không chỉ vậy mà con chó của lão ta cũng giống chủ không kém, và cũng luôn hùa theo chủ bày trò để hại chú Báo Hồng. Thế nhưng tập nào cũng như tập nào, cả nhà hàng xóm Big Nose chả bao giờ làm gì được Pink do những trò mà họ bày ra toàn thất bại và luôn bị gầy ông đập lưng ông trong mọi tình huống, rồi chỉ biết ôm cục tức vào nhà khi hết một tập phim. Mấu chốt vấn đề gây buồn cười lại luôn đến từ lão hàng xóm của Pink, chứ sự ngốc nghếch của Pink thì cũng chỉ chiếm 80% trong series này mà thôi. Phim có đồ họa khá mới nhưng nó cũng không thành vấn đề do những nét chính không hề bị thay đổi quá nhiều và motif phim vẫn được giữ nguyên. Đây là TV series đầu tiên của Pink Panther được lên Cartoon Network, nên đối với các thế hệ sau này, độ nhận diện về Pink Panther cũng được cao hơn, và hơn hết là motif cũ nhưng chưa bao giờ là cũ với thế hệ mới cả. Chúng ta vẫn rất đón nhận nó trong khoảng thời gian đó và vẫn có những trận cười quên lối về với bộ phim về Báo Hồng ngốc nghếch này, phải không nào? Sự ngốc nghếch và đáng yêu của Báo Hồng cũng chỉ là một phần. Phần còn lại giúp làm nên tên tuổi của bộ phim chính là nhạc phim. Những giai điệu được thổi bằng kèn saxophone nghe vừa quyến rũ nhưng cũng không kém phần hài hước khi ghép vào hình tượng chú Báo Hồng đã trở thành huyền thoại của nhạc phim, khiến chúng ta nghe phát là có thể biết ngay được đây là phim gì. Âm nhạc là tùy cảm nhận của mỗi người, nhưng có thể nói đoạn nhạc này đã trở thành huyền thoại gắn liền với tên tuổi của Pink Panther. Nó được phát trong mỗi phần intro và outro, thậm chí những tình huống thể hiện gương mặt ngốc nghếch của Pink cũng được phát nhạc, cho thấy đoạn nhạc này sinh ra là dành cho Báo Hồng, chứ không phải ai khác. Bài nhạc của Báo Hồng đã được sáng tác bởi Henry Mancini. Chính những giai điệu nửa quyến rũ nửa buồn cười này cũng đã giúp cho nhạc phim đạt vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng Billboard, thậm chí còn được đề cử giải Oscar và chiến thắng giải Grammy vào năm 2001. Và đó là một chút thông tin về 3 TV series của The Pink Panther. Các cậu cảm thấy sao về chú Báo Hồng siêu báo này? Hay có muốn chúng tôi làm thêm gì về chú báo có 102 này hay không? Hãy comment bên dưới để chúng tôi cùng biết nhé! Còn bây giờ thì Way to Wear out!